Vừa thơ mộng, vừa cổ kính, nét đẹp kiêu sa của Venice chưa bao giờ làm họa sĩ Bùi Duy Khánh ngừng sao động trong hành trình theo đuổi nghệ thuật trực họa của mình. Điểm khó nhằn khi thực hiện bút pháp trực họa là người họa sĩ sẽ dễ rơi vào tình trạng bị chi phối bởi không gian, khung cảnh, ánh sáng và không khí của tự nhiên. Vì vậy, phải dành một sự đáng nể cho Bùi Duy Khánh khi đã dốc tâm đi tìm, chắt lọc những mảnh ghép phong cảnh thực hoàn hảo để phóng chiếu lên phong tranh. Tác phẩm Nhịp sống của họa sĩ là một sự thấm nhuần nét sôi nổi và quyến rũ của lối sống Venice, tập trung ngay vào tháp chuông St. Mark's mang tính biểu tượng của thành phố, một nhân chứng cho nhịp điệu hàng ngày và di sản văn hóa nơi đây. Sự uy nghi của tháp chuông tạo ra một chiều thẳng đứng nổi bật, trải dài về phía bầu trời chuyển tiếp liền mạch từ màu đào buổi sáng sang màu oải hương lúc chạng vạng. Giải thích thông qua góc chiếu cảm xúc, bức tranh gợi lên cảm giác hoài cổ và ngưỡng mộ khả năng duy trì lịch sử phong phú của Venice trong khi vẫn tạo ra một bản sắc đương đại độc đáo.